Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Zero Win, Zero và Takinmi. Rất vui vì hôm nay tôi gặp nhau với những clip. Thì hiện tại đang có mặt tại sở thích sau ạc. Thì anh em biết là mình sẽ làm gì rồi đúng không? Đây là một cái series anh em rất là ưa thích, cho nên thành ra mình cũng cố gắng làm, cũng thuê thời gian gọi là sớm nhất. Nhưng mà chắc là đối với anh em chắc là muộn nhất rồi. Anh em mình thời gian này thì chắc cũng đã quá trễ để anh em có thể được thoải mái nghỉ hè rồi. Nhưng mà thôi anh em hãy thông cảm với mình nha. Và ngoài ra thì hôm nay như anh em biết là một ngày lễ cực kỳ là đặc biệt đúng không? Cho nên thành ra thì nhân dịp đây, hôm nay là ngày lễ, cho thành ra mình quyết định là chọn cái ngày này để mình làm batch 10. Mình làm phần 10 để mình có thể làm thật là dài cho anh em xem. Tại vì mình hứa với anh em phần 10 là sẽ dài rồi. Thì mình sẽ cố gắng quay dài hết cỡ nha. Hết cỡ đâu nha anh em, chứ thật ra không dài lắm đâu. Chúc anh em một ngày vui vẻ và xem clip mình thì nhớ like video, subscribe đăng ký kênh và cái quảng cáo cho mình nếu mà quảng cáo có hiển thị. Trong những thao tác đó anh em nhớ cho mình là được rồi. Rồi bây giờ không có dài dòng nữa thì mình sẽ bắt đầu với bạn đầu tiên luôn. Bạn Đạt Huynh. Bạn Đạt Huynh với hình đại diện là một thanh niên thì mình nghĩ chắc là bạn luôn, đang đứng làm kiểu chụp hình tự sướng các kiểu. Còn anh bây giờ là nói chung là cũng là bạn luôn, nói chung mình quay đi quẩn lại vậy bạn thôi. À, đứng bên vườn hoa, ô hoa là đẹp nhờ. Nói chung là chụp ảnh cũng khá là đẹp đó chứ nhờ. Ồ, wow, giận đấy, giận đấy. Không biết ai chụp cho bạn nhưng mà mình có lời khen đối với những cái tấm ảnh này, đặc biệt là cái ảnh bìa khá là đẹp. Các bạn, chung thì mình cũng là một người khá là thích chụp ảnh cho nên là nếu mình thấy ảnh đẹp mình sẽ nói. Rồi, bạn Đạt Huynh nha. Giờ mình sẽ sao cho bạn Đạt Huynh. Ok, mình đã trở lại và bạn Đạt Huynh chơi bên server 568 Play, server là 326 Bon Cherry. Ok, đây là tên của một con bét cưỡi. Mình nhớ không nhầm là vậy. Ok, 568 thì mình rất là vui luôn. Đây là một web thường nha anh em. Thành ra là những gì đặc biệt thì nó đều là trọn vẹn, rất là trọn vẹn luôn. Rồi chúng ta cùng xem các bạn Đạt Huynh như thế nào. Cảm ơn bạn Đạt Huynh đã gửi ít cho mình sau nha. Và cũng như là cảm ơn bạn đã tham gia series sau bạc. Còn những bạn nào mà đã xem được clip này mà chưa tham gia cái series sau bạc mà như mình nói hồi nãy thì các bạn có thể truy cập vào cái link mình để phần mô tả đấy. Sau đó bạn comment vào bên đó, các bạn comment gì cũng được, chấm một chấm hoặc là phẩy phẩy hay là em anh gì đó cũng được cho đêm. Rồi sau đó các bạn gửi nick cho mình qua tin nhắn, gửi tài khoản mật khẩu server và cũng như web. Rồi ok, cảm ơn em rất là nhiều. Tên nhân vật của bạn là tên gà anh em. Ui, tên gà nhưng không gà. Tên gà nhưng không gà đâu anh em. Cấp 137 lượt chiến 4.6 mừng 4.7 phải. 137 anh em, mình nhấn mạnh là 137 và lượt chiến 4.6 đấy, không đùa đâu. Cái này cuộc thuộc dạng ép cấp kinh đấy, VIP 9 nha anh em, số tiền tổng cộng đã nạp là 11.479.000. 11 triệu, hơn 11 triệu, khá là ghê. Rồi ok, nói chung là mình cũng sẽ không nhận cái tu luyện này đâu. Rồi hiện tại thì đang cửa chiếc Wolver đúng không? Đây là hai bạch mã nhé, đây là bạch mã. Rồi chúng ta cùng xem xếp hạng nha. Hạng này thì hiện tại là đang top 29 về đẳng cấp. Và đấu trường là top 3. Trời ơi, top 3 anh em nghe chưa? Top 3 đấy. Ok. Top thì gọi là quán quân, còn nhì là áo quân, còn thứ ba là gì ta? Mình cũng không biết cái gì gọi là gì nữa, hình như là chỉ có quán quân với áo quân thôi. À, quán quân với áo quân thôi, còn thứ ba là gì mình cũng không biết. Phó bạn là 28, treo thưởng là 21, danh vọng là top 4. Cái ngon nhất là top, xếp hạng này là đang top 3. Anh em thấy kinh dị chưa? Cấp 137 lực chiến 4.6 là cũng phải là dạng mạnh mẽ rồi anh em. Rất là mạnh mẽ luôn. Rồi về đồng đội thì nhân vật chính của bạn đang sở hữu dòng cao nhất là vọc. Ui, hoàng kim 4x không giấu cho mình loáng thoáng. Mình có thấy Doflamingo ở bên dưới kìa, đó là Buget. Con vợ yêu của mình cũng đã lạc trôi về phương này luôn. Lao Revenger các kiểu. Nhân vật chính thì hiện tại đang có dòng tiến vũ cao nhất là vật phòng là 4x không dấu nha anh em. Thực dư phòng là 3x cộng, cũng chỉ bị lên 4x trừ này. Ma phòng 3x không dấu, một công là 3x trừ. Trái quyền cấp sinh lớn, trái tự do và trái lá chắn. Thời trang là mạ vàng, hoàng kim, ma yết. Hai cái nhân vật chính là cấp 6. Đây là cấp 6 nha anh em. Đây là vòng xoay ma thuật đấy. Báu vật thì đang mang full khá là hỗn loạn nha anh em. Cái này mang full nữa thì nói thiệt là con ông cháu cha luôn. Mảnh vải nồi. Đây là Ken Haki vẫn còn chơi nè anh em. Giai đoạn này thì có thể là vẫn còn chơi được. Nhưng mà cái nhận này rèn không nhiều. Đây rất là đồng đội mang cho vui thôi, mình nghĩ là vậy. Tại vì nếu mà có nhận ngon thì ta nên dồn cho Mingo thì sẽ tốt hơn đúng không. Ken thì vậy là những vật phụ thôi, đi đào vào gọi là kiểu không chế đó anh em, vào choáng người ta thôi. Rồi đồng đội tiếp theo này là cây da. Mình nghĩ chắc là đội thứ 6 rồi. Cười quá vậy là đội thứ 6 rồi chắc chắn luôn. Đây là Bo Hancock nhưng mà không chơi nè. Shirashi cũng không chơi luôn. Khinh thường vợ yêu mình thế nhờ. Rồi Lao Revenger này, ui trời ơi, hoàng kim quá trời. Ma công 4x trừ, ma phòng 4x trừ này. Thời trang là giáp bảo hộ này. Các bạn sinh lớn cái giọng tầm. Đây là lá trắng, cái hổ đen. Báu vật thì đang mang cũng khá là hỗn loạn anh em. Tại vì cấp 137 mà anh em kiếm đâu ra đồ ngon.
mấy mẫu vật full nó đa số toàn 140, 150, 160 thôi, thành ra là có một cái vấn đề là như vậy. Ít bữa mà lên cho 140, 150 full, một full mẫu vật nữa thì nghĩ là chiến nó còn gia tăng kinh khủng nữa anh em, ghê ghê. Và đó là một con nít cực kỳ ngon đó anh em. Rồi đây là Buget nè anh em, chơi luôn này, vật công là 4x không dấu này, căng chưa, căng chưa. Rèo 135, ngọc 115%, chính sao. Wow, mẫu vật thì hiện tại đang mang cũng khá là hỗn loạn. Rất tiếc là mới 137 thôi anh em. Trái tự do này, trái cao xanh lớn với la trắng, và đấy là ảo ảnh với hộ đen. Quá kinh, quá kinh cho một cuộc tình anh em ơi, vật công là 200k. Căng đấy. Đâu phải là... Ui dồi ôi, đâu phải gông nó lên tới ít trừ luôn rồi anh em ơi, chứ không còn là 4S nữa. Ui dồi ôi, dân chơi bên dòng tam phòng khá đẹp, với ba cái đều là 3S không dấu, khá ngầu. Nhận đều 135, còn 120%. Titan ghép với hội đen, lá trắng ghép với ôn dịch. Ok, báu vật thì vẫn tất nhiên là hỗn loạn, nhưng mà có điều đây là full báu vật cam nha anh em. Full báu vật cam thành ra là rất là mạnh. Đây là rau trắng thì không chơi rồi. Ok, tem này là bất khả chiến bại anh em, tem quá mạnh, mạnh kinh dị cho một cuộc tình luôn. Để mình xem túi đồ của bạn một chút. À, rất là nhiều các quỷ 6 sao này. Wow, một cái quốc kỳ. À, trong kho thì có cũng khá nhiều trái 7 sao này. Đây là dư thôi anh em. Đấy, báu vật này anh em thấy không? Báu vật rau đen quá trời luôn mà ấy chưa đủ cấp để mang thôi. Chưa đủ cấp để mang thôi, thành ra là lý do nó là như vậy, khá là tiếc. Rồi bây giờ chúng ta cùng chiến phó bạn xem sao nha. Tại phó bạn của bạn đang đi là phó bạn nào đây? Phó bạn 137 cự binh Ma Sen Lăng. Rồi chưa được nhiều vụ luôn, thôi thì mình đánh con Sadat này cho anh em xem. Ui, trận hình này có 4 người thôi à. 4 người mà lực chiến như vậy rồi sao? Nếu mà mình mang một ai đó vào nữa thì sao? Hình như là thiếu Ken đúng không? Ủa đâu phải, cây da hả? Cây da đầu thứ 6 vậy. Ui, tức là không thèm chơi Ken luôn anh em. Nếu mà thay Ken vào đây thì lực chiến sẽ lên được 5 triệu, 5 triệu 2. Ui dồi ôi, kinh thế men. Rồi đánh đây gần 4 người đây, cho nó thỏa mạng người nhìn. Larry Windsor đánh chữ thập này. Ui dồi ôi, nó mới chích thường thôi. Tha cho em nó đi mấy anh ơi, tội nghiệp em nó mà. Nó chém được có 5. Ui dồi ôi, cái gì anh em. Mình thấy đa mình rít lên 8 triệu thì phải. Không biết là 8 triệu hay 800k rồi, mình nhìn lại coi, như 8 triệu đó anh em. Ôi tha cho em nó đi Buget ôi, 8 triệu. Má, cái gì vậy anh em? Cuộc sống mà anh em, đôi khi nó phải như vậy. À, đấu trường thì sao nhỉ? Nếu mà là đấu trường thì sao nhỉ? Ui, từng là quán quân này, thằng này từng là quán quân này. Mình đánh thử với top 2 chắc đánh không lại rồi. Mình đánh thử với cái này coi. Có 171, top 9, tên nhân vật là Kasa. Ok, 4 người đánh với 5 người luôn. Trời ơi, mới là chích thường thôi anh em ơi, vãi thật. Rồi coi Buget đấm như thế nào đây. Tao nên miễn dịch mà vẫn bị chích à. Ôi ôi, ôi ôi ôi. Ôi ôi, cái gì thế này, cái gì thế này. Có 171 nha anh em. Mình mới 137 mà. Như vậy là bạn ấy hơn mình tới nếu mà 40 thì sẽ là 3 cấp 33, 34 cấp. Tính là 34 cấp. Hơn mình 34 level anh em ơi. Ôi dồi ôi, cái gì thế này. À, win rồi anh em, win rồi, win rồi. Trời ơi, quá kinh. Thật sự là trước tới giờ, từ hồi 1 tới giờ rất là ít khi gặp được những con gạt mạnh luôn anh em. Nên là mỗi lần gặp được con gạt mạnh thì mình rất là khoái luôn. Anh em cũng rất là dạy luôn anh em. Chủ yếu là cho anh em xem thôi. Anh em thấy gạt mạnh em rất là thích thú. Thành ra là nếu được gạt mạnh thì rất là tuyệt vời luôn. Ok, cảm ơn bạn Đạt Huynh rất là nhiều nha về con gạt này. Con gạt cực kỳ tuyệt vời. Tinh linh thì tại bạn đang có là 3 con Verona và 2 Lesia nữa. Nói chung là cực kỳ tuyệt vời. Cảm ơn bạn đặt hình rất nhiều một lần nữa. Bây giờ mình sẽ đến với hạt của bạn tiếp theo nha. Ok anh em, vậy là bạn Đạt Huynh đã có một hạt mạnh. Thì bây giờ mình sẽ đến với bạn tiếp theo là bạn Bot. Bot với hình đại diện là một cái con thú gì đó. Ở trên đầu nó có một đám mây, còn hình bìa cũng là quạt quả thôi, quạt hình thôi. Nói chung là những cái ảnh quạt hình mà mình cũng không biết là phim gì, cho nên thành ra mình không nói được. Rồi giờ mình sẽ sao cho bạn Bot. Ok, hạt của bạn Bot thì bạn ấy chơi bên server là hải tặc miễn phí nha anh em. Và server bạn ấy chơi là server 8 Luffy, một server mới luôn. Hiện tại thì chỉ ra mới 10 server thôi. Bạn ấy chơi server 8 là một server khá là mới nhất luôn ấy. Rồi ok, server 8 Luffy nha. Bạn nào chơi chung server 8 với bạn thì có thể để lại comment để anh em nhận lấy bà con, nhận lấy đồng hương các kiểu. Ok, chúng ta cùng xem coi ạc của bạn Bot như thế nào nha. Để mình chỉnh lại khung hình cho nó phù hợp cái đó. Rồi ok, chắc được rồi đó.
Rồi, ạc của bạn cấp 146, tôi tiêu vật là rồng à, ạc rồng à. Úi trời ơi, làm mình liên tưởng lại con ạc rồng quá. Ạc của quá khứ là một con ạc rồng cực kỳ vi diệu. Nếu mà anh em nào có theo dõi mình từ lần trước thì sẽ biết. À, lần chiến là 2 triệu mốt nha anh em. 2 triệu mốt, cấp 146, tôi tiêu vật là rồng. Về đồng đội chúng ta có là nhân vật chính X trừ và ma phòng là 4X cộng, khá là kênh đấy. Cũng là hai cây nhân vật chính cấp 6 luôn này. Mẫu vật thì đang mang full của Akainu. Ủa cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Mũ sừng bò anh em, mũ sừng bò này kiếm đâu ra vậy? Ôi dồi, có hai cái sừng nữa ai mà dám mang, bị cắm sừng thế này ai chơi. Rồi ok, nhân vật chính thì giác quỷ hiện tại là đang có một xanh lớn lá trắng. Ôn dịch với hội đen. Đây là trái phi thiên. Ok. Đây là bộ hành cốc Sura đúng không? Ủa cái gì đây? Tiệt chiêu A. Vãi vậy. Ok, A anh em. Cái dòng A này lâu lắm rồi mới thấy lại. Từ trẻ trâu mới có thôi. Từ những thanh niên trẻ trâu mới có thôi. À, đây là cây da Sura đúng không? Cây da Sura A cộng này đem. Ủa cái gì đây? Thanh niên đi phơi đồ thế là xuất hiện ở đây nhờ anh em. Đây là Crocodile tiến hóa mà. Đây là Lao Sura nha anh em. Và dòng cao nhất là ma phòng 7 thông dấu. Trái quỷ là trái tiến hóa cao sảnh lớn. Rèn cái dây chuyền 140 rồi này anh em. Quá kinh. Luffy Sura. Tiếc là bạn không chơi nha. Nếu bạn chơi là ngon rồi, mình có thể test rồi. Đây là cây Yasura, tương tự là cũng thích, cũng rèn dây chuyền thôi. Mấy cái hạt kiểu web lậu ấy, web hải tập miễn phí rồi thì mình chỉ sẽ test nhanh thôi anh em. Anh em thông cảm cho mình, tại vì những cái web lậu thì nó cũng không có gì để sâu nhiều. Thành ra là mình chỉ sâu đơn giản thôi. Như vậy là đồng đội bạn chơi là nhân vật chính. Bo là 2 này, 3 này, 4 này. Ủa vẫn còn thiếu một người mà ta, kỳ vậy. Mình vẫn chưa hiểu lắm về trận hình của bạn. Mình chưa hiểu lắm, hay là bạn ấy tháo đồ ra rồi ta, chắc là thấy tháo đồ rồi. Trận hình thì gồm 5 người này, có cả Crocodile luôn này. Đấy, mà Crocodile lại không mang đồ là sao? Để mình kiếm cái đồ nào có cường quá mình mang cho bạn. Ồ, không có đồ nào cường quá luôn ấy. Có cái nhẫn rồi này. Ok. Áo có áo này. Nón hả? Nón thì có cái nón này cường quá cho 40 này. Ôi giời, sao bạn ấy lại tháo đồ ra hết thế nhỉ? Mình còn chưa hiểu lắm. Dây chuyền thì mình chưa thấy, có không thấy cái cường nào cường quá hết. Ok. Rồi chắc được rồi, mang tạm tạm thôi chứ giờ biết làm sao. Tụi lum đồ hết. Rồi ok, chúng ta cùng nhau chiến phó bạn hiện tại nha. Phó bạn hiện tại là phó bạn 140. Ủa cái gì? Ủa cái gì vậy anh em? Mình vừa thấy đồng đội là Crocodile tiến hóa xong chuyện vô đây gặp Crocodile tiến hóa là sao? Ủa mình chưa hiểu lắm. Cuộc sống mà anh em, đôi khi nó phải như vậy chứ. Rồi ok, đánh luôn. Ủa đừng nói là bạn ấy bị đánh thua nha. Đừng nói đánh thua nên không đánh nữa nha. Bậy nha. Vậy là bậy lắm nha. Ít trừ đồ mà thua cái này là không được nha. Ui da, ấy da, không được nha, không được nha. Vậy là không được nha. Ui trời, đúng như mình dự đoán thì tên đi đã bị một đấm bốc hơi. Cuộc sống của Crocodile sao mà khốn khổ thế. Thôi thì thôi được rồi. Hơi buồn anh em, mình hơi buồn nhưng mà thôi kệ đi, chấp nhận thôi. Tốt nhất là chúng ta nên cho thanh niên Crocodile về phơi đồ đi, chứ không nên đi tham gia những cuộc chiến máu lửa thế này. Đây là cuộc chiến của Marineford đúng không ta? Đúng rồi, chiến ở Marineford. Và theo mình nhớ trong phim á thì cũng có Crocodile tiến hóa luôn anh em. Và trong cái tập đó thì Crocodile rất là ngầu luôn, mát ngầu luôn anh em. Bị Doflamingo Cutter chém bay đầu. Nhưng sau đó là mọc lại đầu liền, quá dữ. Nhưng chơi không bao giờ chết anh em, bất tử của mẹ nó luôn. Còn ở trong đây thì bị một đấm cái chết luôn. Chán thiệt. Mình vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra luôn ấy. Ok, cảm ơn bạn Boss rất nhiều về con ngạc của bạn nha. Bây giờ mình sẽ đến với bạn tiếp theo. Rồi, chia tay với bạn Boss với thanh niên Crocodile phơi đồ. Thì chúng ta sẽ đến với bạn tiếp theo là bạn Phạm Quốc Thái. Với hình đại diện là thằng khùng. Ở trong game Quyền Vương 98, thanh niên này gọi là Iri hay là Ori gì đó. Mình nhớ không nhầm. Thanh niên nói chung là hồi xưa đập điện tử cắt thì gọi thằng này là thằng khùng anh em. Thanh niên này bị khá là khùng điên, cho nên gọi là thằng khùng. Rồi bạn Phạm Quốc Thái, còn hình bìa của bạn là một cái không gian, khung cảnh. Mình nghĩ ở đây chắc là trong hoạt hình, cũng trong hoạt hình đây. Rồi giờ mình sao cho bạn nha. Bạn Phạm Quốc Thái, không phải, Phạm Quốc Phát mà. Ui, what the hell. Ui, mắt mình có vấn đề tới, nãy giờ đâu Phạm Quốc Thái luôn, phải thiệt. Sorry bạn rất nhiều, đây là bạn Phạm Quốc Phát. Trời ơi là trời. Ok, thì bạn Phạm Quốc Phát chơi bên server Hải Tặc Việt. Và server bạn chơi là server 42 Vista Hoa Kiếm của băng rau trắng. Quá ngầu. Bạn nào có chơi chung server của bạn thì có thể để lại comment nha. Ok. Server Vista nha anh em, Vista Hoa Kiếm.
một nhân vật cũng khá là mạnh trong bản đồ trắng. Rồi, cấp 117, lực chiến là 794k. Hiện tại đang cưỡi con là con Bon Cherry. Bấy đi theo là con Urat Mini. Urat này như là thiên phú cộng về vật công thì phải. Hồi xưa mình cũng có chơi con này. Đây, thiên phú đây. Úi, đây phải. Không phải anh em ơi, vậy là không phải rồi. Thiên phú của nó tổng về sinh mệnh 1k rưỡi. Tuyệt chiêu 50 và tuyệt chiêu phòng 50 khá là cùi luôn. Thì ra Urat cùi vậy luôn anh em. Nhưng mà mấy cái kỹ năng này mình có thể là ngon hơn đấy. Wow, nhiều kỹ năng, rất là nhiều kỹ năng luôn. Một cái lợi là như vậy. Rồi ok, về xếp hạng của ạc này thì nói chung là cấp 173 của đẳng cấp, tỷ thí là top 69. Rồi ok. Úi, nhưng 19 ở đây nhìn ngầu thế nhỉ. Bông bông cấp 7 mà sao đẹp thế hả anh em? Anh em thấy đẹp không? Bông cấp 7 mà sao lá cây này đẹp không? Quá đẹp luôn chứ đúng không nữa. Wow, nó lấp lánh, đẹp hơn cái vòng mà cấp 5 hả? Cấp 5 phải cấp 5 không? Mình không nhớ con rồng là cấp bao nhiêu nữa. À cấp 7 đúng rồi, cũng là cấp 7 luôn. Ồ, nhưng mà vòng bên đây nhìn nó chi tiết hơn em, nhìn nó khá là chi tiết. Còn vòng cấp 7 bên số 8 chúng ta thì nó bị lè lè, nói chung là không có thấy rõ rồi. Nói chung là mỗi bên một kiểu cũng không có nói gì được đúng không? Mỗi bên một kiểu anh em. Rồi, mỗi bên một kiểu, nói chung là mỗi bên một kiểu. Về đồng đội thì nhân vật chính của chúng ta đang sở hữu dòng cao nhất là S trừ của tuyệt chiêu S trừ, tuyệt chiêu xoáy ốc vạn tường. À, đồng thời tấn công kẻ địch với nhiều góc độ, cái xương hàng ngang, cường hóa vũ khí mà. Ồ. Ồ, đây là đồng đội. Ui, Luffy bốc hơi. Vẫn còn bốc hơi anh em. Nên mà cái này chắc là gen không phải là gen máy luôn, đây là Luffy Haki. Luffy Haki vẫn còn bốc lên những cái khí nóng anh em, khá là căng. À, đây là Franky, đây là Yoro. Ui, có 2 Yoro à? Đây là Yoro thường này. Đây là Yoro siêu cấp. Wow, căng. Khá căng đó anh em. Rồi tiếp theo là chơi là Chopper. Chopper này là Chopper Haki này. Đây là Zimbel không chơi. Ui cá cú rồi ui. Đây là một nhân vật các bạn khá là yêu thích ở bên web 568 của ạc Tân Thủ đấy. Nhưng mà hiện tại thì bên Tân Thủ mình vẫn chưa chiêu mộ được anh em. Còn ở bên đây thì đã có rồi này. Wow. Vậy là trận hình của bạn bao gồm là nhân vật chính Yoro siêu cấp, Kaya, Luffy và Chopper. Rồi ok, đánh phá bạn luôn nha. Ủa sao các bạn này nằm ở trên ta? What the hell? Mình nhớ không nhầm, bên chúng ta là nằm ở dưới đây mà đúng không? Rồi ok, do phó bạn 116, phó bạn Magurite ở đây. Đây là phó bạn thuộc đạo quân đạo Kuza của Bo Hancock. Cái này lúc là Luffy sau 2 năm luyện tập phải không ta? Chắc là vậy. Rồi ok, đánh luôn nha anh em, xem thử coi là chiến lực và thực lực của nick này tới đâu. Ui cái gì? What the hell? Đấm không mất máu đấy. Adu, dân chơi của đen. Rồi ok, ui rồi ôi là trời cái gì thế này, tại sao mình đánh nó không mực mau mà nó đánh lại mình nửa ống thế này, sao mà nó manh thế này. Ui wow, Yoro siêu cấp này có bị ngầu này anh em. Nhưng mà cũng như mấy người kia cũng đánh không mực mau, phải thiệt. Rồi chúng ta cùng xem coi combo sẽ như thế nào nha. Wow, ui cũng mạnh đó đẹp, nói chung là cũng mạnh đấy. Team này như được Yoro mạnh nhất hay sao ấy. Rồi ok, Luffy quyền thoại với cú đấm châm nổ mà đấm không chết người ta là thua rồi, vậy là xong rồi đó anh em. Mình có cảm giác không ổn về điều này cho lắm. Rồi tiếp theo đấm con này không biết có chết nổi không đây. Máu nó còn 141k. Chỉ đấm được 111k thôi. Hay nhà tất cả đều phụ thuộc vào Yoro siêu cấp thôi anh em ơi. Yoro siêu cấp chúng ta là boss cùng mẹ nó rồi, thành ra là nó cưng hết được. Còn những người này thì vô giống như cho vui thôi em, vô có mặt thôi đúng không? Cuộc sống mà anh em. Đôi khi nó phải như vậy chứ. Rồi ok, được rồi. Cảm ơn bạn Phạm Quốc Phát rất là nhiều về con hạt luôn. Rồi clip của mình nói chung là cũng gần 20 phút rồi, 19 phút rồi. Mình cũng muốn làm thêm rất là nhiều luôn, nhưng mà thôi, mình hôm nay là ngày lễ đặc biệt thì như mình hứa mình sẽ làm dài hơn bình thường, thì mình đã thực hiện được lời hứa. Mong là anh em thông cảm với mình nha. Mình làm clip gần 20 phút là cũng được rồi. Nói chung là khi nào có dịp thì mình sẽ tiếp tục quay dài hơn cho anh em xem. Cảm ơn bạn Phạm Quốc Phát một lần nữa và cảm ơn tất cả anh em đã tham gia cái sở tối sâu ạc. Những bạn nào mà chưa tới lượt thì cố gắng đợi tới lượt nha. Mình chắc chắn là sẽ sâu hết toàn bộ cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi clip của mình và nhớ like video, subscribe đăng ký kênh. Ngoài ra có quảng cáo thì nhớ click cho mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em.